Nguyễn Văn Quyết, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1991, tại Thạch Thất, Hà Nội, trong một gia đình có 5 anh chị em, Văn Quyết là con út. Hiện tại anh đang là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội TNT. Văn Quyết lớn lên từ vùng đất thuần nông, từ bé anh đã có niềm đam mê với bóng đá và mong muốn được trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Mặc dù tuổi thơ gắn bó với đồng ruộng vất vả nhưng Văn Quyết vẫn không từ bỏ ước mơ chơi bóng. Hiện tại, Văn Quyết đã chứng minh cho mọi người thấy anh là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ước mơ lớn lao năm nào đã và đang được Văn Quyết thực hiện. Hiện tại, Văn Quyết đã lập gia đình và có một cậu con trai, vợ anh là hot girl Huyền Mỹ, Hà Nội, con gái của ông Nguyễn Giang Đông, người có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội Bầu Hiển. Gia đình vợ Văn Quyết giàu có nổi tiếng nhất nhì tại đất Hà Thành. Một điểm trùng hợp đó là Văn Quyết là một cầu thủ bóng đá và rất yêu thích câu lạc bộ bóng đá Hà Nội TNT, bố vợ anh cũng là chủ tịch của câu lạc bộ Hà Nội. Cả hai đều có những nét tương đồng nên mối quan hệ vốn đã thân thiết lại càng trở nên gần gũi hơn. Sinh ra Văn Quyết đã có niềm đam mê với trái bóng, vì thế anh thường trốn bố mẹ đi chơi đá bóng với các bạn trong xóm mỗi khi đi học về. Rất nhiều lần bố mẹ Văn Quyết cảm thấy bực tức vì con mình thường mãi chơi bóng, không biết giờ về nhà khiến cả nhà lo lắng chạy đi tìm. Tuy nhiên, gia đình anh vẫn luôn ủng hộ niềm đam mê của con trai. Hầu hết những giải đấu bóng đá do làng, xã tổ chức Văn Quyết đều đăng ký tham gia. Nhiều lần anh giành được cúp mang về khiến bố mẹ anh rất vui mừng và có thêm niềm tin cho con đi theo niềm đam mê chơi bóng. Tài năng của Văn Quyết dần được bộc lộ qua các trận đấu trẻ trong làng và được nhiều người chú ý hơn. Ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Văn Quyết được thực hiện bắt đầu từ lò đào tạo trẻ thể công. Năm 15 tuổi, Văn Quyết xin bố mẹ cho tham gia để được đào tạo bài bản chuyên nghiệp hơn. Với khả năng bẩm sinh sẵn có cùng với tinh thần tập luyện chăm chỉ và sự chỉ dạy tận tình của các chuyên gia bóng đá ở lò đào tạo, Văn Quyết nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình. Năm 2010, Văn Quyết được tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng tuyển U19 Việt Nam, khi ấy anh cùng đội tuyển đánh bại U21 Thái Lan để giành chức vô địch. Cũng trong năm đó, Văn Quyết ẵm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sau khi thể công không được thi đấu tại sân chơi V-League và chuyển giao cho Viettel, Văn Quyết đã quyết định chuyển sang chơi bóng cho đội trẻ Viettel. Ở đây, anh vẫn tiếp tục được giữ vai trò làm đội trưởng của đội tuyển. Tuy nhiên sau đó, Viettel cũng được Hà Nội TNT mua lại. Tại giải hạng nhất 2010, Văn Quyết được sang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội và có được 8 bàn thắng mang về cho đội bóng. Với khả năng thi đấu ấn tượng của mình, Văn Quyết nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên câu lạc bộ Hà Nội TNT. Năm 2011, Văn Quyết nhận lời thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội TNT. Không mất nhiều thời gian để hòa nhập, Văn Quyết nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình bằng lối chơi kỹ thuật, thông minh và tốc độ tốt. Tại SEA Games 26, Văn Quyết được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển U23 Việt Nam với quyết tâm thi đấu cao độ, thực hiện mục tiêu mang vinh quang về cho đất nước. Văn Quyết có được 5 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam, cú hat-trick ấy được đánh giá cao và lọt vào top 10 những cú hat-trick nhanh nhất thế giới. Năm 2012, Văn Quyết nhận được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1 và là cầu thủ nội có nhiều bàn thắng nhất. Từ khi bắt đầu sự nghiệp chơi bóng đến nay, Văn Quyết đã được ra sân rất nhiều lần cùng đội tuyển Việt Nam với các cấp độ khác nhau từ U19 đến U23 và đội tuyển quốc gia. Anh có đóng góp 29 bàn thắng trong số 81 trận đấu tham gia cho đội tuyển. Tại ASEAN 2018, Văn Quyết cũng được giữ băng đội trưởng dẫn dắt các cầu thủ, đàn em, lứa U23 đi đến vòng bán kết. Đó cũng là thành tích cao nhất mà đội tuyển Việt Nam có được trên đấu trường ASEAN. Hiện tại, Văn Quyết cũng đang cùng với đội tuyển Việt Nam chinh phục cúp vàng tại AFF Cup 2018. Hai trận đấu tại vòng bảng A đã khép lại, anh cùng các đồng đội vẫn giữ mạch bất bại với 5 bàn thắng, không để thủng lưới một lần nào. Bà xã bận mí Văn Quyết làm chồng xuất sắc như làm cầu thủ.
bà xã của tiền đạo vừa ghi bàn vào lưới câu lạc bộ Man City đỏ bừng mặt khi MC của chương trình đặt câu hỏi, Văn Quyết đá bóng hay trên sân cỏ, còn trên sân nhà anh thể hiện như thế nào? Câu trả lời của Huyền My khiến khán giả phì cười, hôm nay mình mặc áo đen nên suy nghĩ đen tối một chút. Ở trên sân nhà, anh Văn Quyết cũng mạnh mẽ như khi trên sân cỏ. Huyền My cho biết, ông xã của cô thuộc tuýp ít nói và không muốn chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng tư. Thế nên, không nhiều người biết chuyện tình cảm của Văn Quyết và Huyền My khi họ đến với nhau 2 năm trước. Tiền đạo sinh năm 1991 lần đầu gặp bà xã trong dịp tới Macau thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam, còn Huyền My là khán giả từ quê nhà sang cổ vũ bóng đá. Hai người tình cờ chạm mặt khi đi ngược chiều nhau trên thang máy. Trái tim của chàng cầu thủ tài năng sao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên hướng về cô gái Hà Nội xinh đẹp. Khi về nước, Văn Quyết và Huyền My càng có điều kiện để đến gần nhau hơn khi gia đình Huyền My cũng thường xuyên đến sân cổ vũ câu lạc bộ Hà Nội TNT thi đấu. Bố cô ông Nguyễn Giang Đông hiện là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội khi thi đấu ở giải hạng nhất, vốn được xem như sân sau của Á quân V-League. Cuối năm 2014, Văn Quyết mới chính thức công khai một nửa của anh bằng bộ ảnh cưới thực hiện tại Tam Đảo. Hôn lễ của tiền đạo đội tuyển Việt Nam với bà xã xinh đẹp được tổ chức hồi tháng 5 tại Hà Nội. Đá sân nhà hay như trên sân cỏ, nên sau 3 tháng, bà xã của Văn Quyết đã có tin vui. Huyền My tâm sự, em bé sẽ là Tiểu Văn Quyết, và vợ chồng cô mong ước, nếu sau này theo nghiệp bóng đá, quý tử của tiền đạo đội tuyển Việt Nam sẽ chơi hay hơn bố. Trong dịp hiếm hoi mở lời, Văn Quyết chia sẻ, yêu và cưới một cầu thủ khiến Huyền My chịu nhiều thiệt thòi, nhất là khi tôi không thuộc tuýp lãng mạn. Tôi chỉ biết dành cho cô ấy tất cả tình cảm chân thật nhất của mình bằng hành động. Để chuẩn bị cho ngày rước nàng về dinh, Văn Quyết đã mua và xây dựng ngôi nhà trị giá hơn 8 tỷ đồng trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội. Bố vợ của anh ông Nguyễn Giang Đông nhận xét về cậu con rể, Văn Quyết là người tự trọng. Tôi từng hỏi cháu có cần giúp đỡ gì không nhưng cháu nhất định một mình lo liệu tất cả để cưới vợ. Huyền My tâm sự, hạnh phúc của tôi là được chứng kiến chồng mình thi đấu thành công trên sân cỏ. Còn điều tôi tự hào nhất về Văn Quyết là anh sống rất có trách nhiệm với gia đình. Một cuộc hôn nhân nồng ấm yêu thương và tổ ấm hạnh phúc chính là hậu phương vững chắc nâng bước Văn Quyết ngày càng thăng hoa trên sân cỏ, trở thành tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để có nhiều video mới.